sự kiện du lịch quốc tế Việt Nam sẽ trở lại từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 tới đây. Cùng vững bước, cùng đi lên. Quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, mở rộng kết nối, xúc tiến thương mại du lịch, khám phá xu hướng du lịch bình thường mới, hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam và khu vực. Duy nhất có chương trình người mua quốc tế. Trên 150 người mua quốc tế, 200 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước, 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 45 tỉnh thành Việt Nam, 100 đối tác truyền thông, 20.000 khách tham quan. Lịch hẹn trực tuyến giữa người bán và người mua quốc tế, triển lãm trực tiếp, mô hình gian hàng từ xa, hội chợ thực tế ảo 3D có trợ lý ảo, gian hàng trực tuyến 2D, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Diễn đàn du lịch MICE Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Châu Âu tại Việt Nam, các hội thảo và hội nghị chuyên ngành, giao lưu với các travel blogger và tiktoker. Đêm Việt Nam, ngày dành cho công chúng, các hoạt động giao lưu trong nước và quốc tế, khu trải nghiệm văn hóa các vùng miền Việt Nam, muôn vàng ưu đãi. Cùng vững bước, cùng đi lên. Hội chợ ITE-XCMC từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đăng ký ngay hôm nay.